Jennifer Nguyễn xin được trân trọng kính chào quý vị tiếp tục theo dõi và luôn luôn ủng hộ cho chương trình của Jennifer trong suốt quá trình qua. Kính thưa quý vị, năm nay là năm 2019, có những việc làm mà cộng đồng người Việt quốc gia Dallas và các vùng phụ cận hay là các cộng đồng như là cộng đồng Tarrant County đã làm việc không ngừng nghỉ, luôn luôn nỗ lực tìm ra phương hướng thế nào để cho sinh hoạt của hai cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi muốn đề cập đến một việc sẽ xảy ra vào tháng 7 2019 rất là quan trọng. Chúng tôi mong mỏi quý vị đồng hương nếu đã theo dõi chương trình ngày hôm nay thì tiếp tục hà hơi tiếp sức để cho cộng đồng Dallas có thêm nghị lực trên con đường phục vụ cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta tại địa phương. Kính thưa quý vị, hôm nay ông Chủ tịch Jason Lee và ông Phó Nội vụ là Hoàng Gia Phong sẽ mang đến cho quý vị những tin tức cập nhật hóa, một tin rất là nóng sốt, dẻo mà theo Jennifer Nguyễn biết là cá nhân chúng tôi rất tự hào đã có những người trẻ như Ban Quản trị Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas và các vùng phụ cận hiện đương nhiệm. Và việc làm này sẽ là một cái dấu mốc rất là quan trọng để chúng ta chuẩn bị cho 45 năm ngày chúng ta rời Việt Nam. Kính mời quý vị theo dõi cuộc hội thoại của chúng tôi với ông Jason Lee và ông Hoàng Gia Phong. Dạ, chào ông Chủ tịch Lý cũng như chào ông Hoàng Gia Phong. Được biết rằng ông có một chương trình gì rất là tốt về mùa hè năm nay, xin mời ông chia sẻ. Dạ, thì trước tiên Jason xin kính chào của Jennifer, cũng xin kính chào anh Hoàng Gia Phong và xin kính chào quý thính giả của Đài Việt TV 55.5 và xin kính chào đồng hương Dallas. Dạ, Phong cũng xin kính chào cô Jennifer và cũng xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Đài Việt TV Dallas 55.5. Và cũng xin cảm ơn cô đã có những lời ưu ái đến cho ban quản trị hiện tại bây giờ. Thì cũng xin thưa quý vị là ban quản trị chúng tôi thì trong vòng mấy năm nay cũng đã có nhiều chương trình, nhiều lớp học để giúp đỡ không những những con em chúng ta học và duy trì tiếng Việt và cũng giúp đỡ những vị cao niên để học thêm những lớp như lớp sử dụng iPad, computer và những lớp tập võ để rèn luyện thân thể. Và thì cũng song song với đó thì năm nay là năm đầu tiên ban quản trị chúng tôi với sự giúp đỡ và đồng tổ chức của City of Garland đã sẽ tổ chức một giải túc cầu vào mùa hè năm 2019. Và giải túc cầu này thì lần đầu tiên chúng tôi tổ chức nhưng mà cũng đã được sự tham gia và đăng ký rất là nhiều từ các đội banh từ những vùng như vùng Tarrant County, Arlington, Houston, Arkansas, California. Đó là chương trình trong tháng 7 mùa hè này sắp đến của chúng tôi. Thì trong cái thời gian qua thì quý vị cũng biết rằng là những cái hội họp của hội đoàn và đoàn thể cũng giống như là cộng đồng thiếu vắng bóng của rất là nhiều những người trẻ để tham gia, thì ban quản trị năm nay có cái suy nghĩ rằng thay vì chờ họ đến tham gia với mình thì tại sao mình không tổ chức những cái chương trình mà lôi kéo cái những người trẻ đến và sau đó hy vọng là họ sẽ có nhiều thời gian biết đến cộng đồng và sẽ tham gia phục vụ cho cộng đồng. Thì năm nay 2019 chúng tôi mạo muội xuất phát một chương trình, đó là giải túc cầu hè năm 2019 được tổ chức tại Garland, như quý vị biết ngay chỗ mà Hawaiian Fall có cái sân gọi là Winter Park, thì chúng tôi sẽ tổ chức giải túc cầu tại đó. Và trong cái tuần 12, 13, 14 của tháng 7, tức là trong cái tuần lễ thứ nhì của tháng 7. Dạ, đó là ngày thứ 6 là 12 Tây. Dạ. Là các đội có thể là đã đến rồi. Dạ. Dạ, ông có thể trình bày cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình hội thoại cộng đồng đặc biệt ngày hôm nay là các ông đã nhận được những trợ giúp gì từ thành phố và giới cộng đồng Việt Nam, thì các ông đã có kế hoạch gì hay chưa và những lời mời gọi của các ông? Dạ, cảm ơn cô. Thì hiện tại đây là chương trình của cộng đồng tổ chức, nhưng mà với sự phối hợp của thành phố Garland, là thành phố Garland là một nơi ủng hộ 100% về cái chương trình giải túc cầu này. Và ngoài ra trong thành phố thì có cái association gọi là CMC, tức là đa văn hóa, thưa quý vị, đa văn hóa cũng ủng hộ hoàn toàn, và Park and Recreation cũng ủng hộ. Và ngoài ra đó nữa, chúng tôi có sự ủng hộ của TV
ví dụ như đài Việt TV, Việt Face TV, SPTN Dallas, và về vấn đề truyền thanh thì chúng tôi có đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và cũng giống như là Việt Radio 1480. Và báo chí thì có báo Trẻ, báo Kiến Thức, báo Người Việt Dallas, báo Bút Việt, báo Á Châu Thời Báo, báo Sống Thần, và có báo Thế Giới Mới và Trẻ Đẹp Online. Đó là những cái truyền thông, truyền thanh tại địa phương đồng tổ chức trong cái chương trình giải túc cầu năm 2019 này, thưa cô. Dạ. Yeah. Mà thưa cô, thì như Jason nói mấy cái list đó thì nhiều khi có thể và cũng không có thể là thiếu sót một cái nào đó. Nhưng mà cái đó cũng không phải là cái final list của chúng ta. Có đúng thể rồi. Có thêm mà mình chỉ nói sơ lược thôi, quý vị. Nhưng mà cái quan trọng của mình muốn nhấn mạnh đây là cái này là một cái chương trình để cho rèn luyện thân thể cho mấy em và những người lớn tuổi hơn nữa từ vùng của chúng ta và những tiểu bang khác, đó là thứ nhất. Và cũng muốn nhấn mạnh là tại vì CT của Garland cũng thấy được cái tầm quan trọng, thưa cô. Cái tầm quan trọng của cái này là rất là quan trọng cho một, không những cho giới trẻ mà cho một nguyên mối cái community lớn hơn nữa. Dạ, cái sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại thành phố Garland là cao nhất, dân số là cao nhất. Dạ, và họ đã thấy được cái tầm quan trọng đó và họ đã 100% ủng hộ chúng ta. Không những cho cái mùa năm nay mà cái họ muốn là tổ chức thật tốt và họ muốn làm cái chương trình này là mỗi năm, mỗi mùa hè, các thưa quý vị. Thì quý vị thấy coi, nếu mà họ đã chịu ủng hộ chúng ta mỗi năm, mỗi mùa hè, mà một mùa hè chúng ta có thể đem đến 20, 30, 40 đội banh đến để tham gia trong vùng chúng ta, thì cái đó là một chương trình rất là lớn. Và phải như thế nào đó thì Phong nghĩ, thì chúng tôi nghĩ là chương trình này chúng ta mình phải làm tốt hơn, phải làm thật tốt. Khi ông nói là thành phố muốn là chúng ta làm tốt, thì theo cái định kiến của ông, tốt là như thế nào? Dạ thưa quý vị, thì tốt thì có nhiều, tốt lắm thưa cô. Tức là những đội banh đến phải là, thứ nhất là phải tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn như thế nào, phải professional như thế nào, đến để phục vụ cho quý vị. Phục vụ có nghĩa là cho quý vị thấy là những chương trình thi đấu họ hay như thế nào. Lành mạnh, thì đúng, lành mạnh. Nhưng mà quan trọng nhất là lành mạnh, thưa quý vị. Cái này coi như là một cái chương trình cho cái healthy lifestyle cho mọi người, thưa quý vị. Và mình phải tổ chức thật tốt, từ việc thi đấu cho đến việc chúng ta gọi là gì, represent người Việt cộng đồng chúng ta như thế nào. Để chúng ta cũng như là biểu dương là cái tinh thần. Chúng ta không phải là chỉ gò bó trong cái văn hóa cổ truyền hay là cái tiếng nói Việt của mình không, mà chúng ta còn lo về cái thể lực của những người trẻ và những người lớn nữa. Chẳng hạn như tôi thì không có cái thời gian hay là không có gì lý do sức khỏe không có đi ra ngoài được nhiều. Nhưng mà nếu biết bạn bè của chúng tôi đến từ những cái tiểu bang khác đến đây thì bổn phận của chúng tôi là phải thù tạ, phải đi với họ đi ra đó. Thì biết đâu mai một vài tiếng đồng hồ đi ra ngoài đó cũng sẽ giúp cho tôi khỏe hơn chút xíu. Là mình đi bộ, rồi mình gặp bạn bè. Ngoài ra thì những cái chương trình chẳng hạn như là chúng ta cũng có phục vụ những cái phần, những cái xe bán thức ăn hay những cái quầy hàng, có đúng không ạ? Quan trọng nhất là miền Bắc Texas của chúng ta và cộng đồng người Việt quốc gia Dallas và các vùng phụ phận đã được mọi người công nhận rằng chúng ta là người đầu tiên có cái trung tâm mà không phải trả hàng tháng. Chúng ta là một cộng đồng đầu tiên và có thể nói là rất là khó có được, là luôn luôn nhận được tài trợ. Chẳng hạn như bây giờ máy lạnh của các ông hư là thế nào, thành phố phải lấy tiền thuế của dân bản xứ để cho trung tâm sinh hoạt cộng đồng được thay hết tất cả các máy đó. Thành phố khi mà chúng tôi bỏ tiền ra để làm một cái việc gì, cũng như là chúng tôi đã suy tư và suy nghĩ rất là nhiều. Chúng tôi chỉ bỏ tiền ra khi biết được là có cái tiềm năng để mà giúp cho cái ban quản trị của thành phố được nở mặt nở mày. Chứ không phải là tự dưng chúng tôi ai đến xin tiền chúng tôi cũng cho đâu. Các ông đã làm được cái điều đó, các ông nên hãnh diện. Tại vì chúng tôi những người mà dân cử, chúng tôi không có thể nào mà ai đi vô chúng tôi cũng lấy tiền thuế của dân mà cho được. Ở đây là một cái việc mà các ông nên tự hào và nên tiếp tục truyền bá đến cho các anh chị em ở xa đến. Đây là một cái niềm hãnh diện chung, không phải là chỉ cho cộng đồng Dallas mà chúng tôi ganh tị và chúng tôi không có hợp tác với các ông. Thì chúng ta còn một thời gian ngắn trước khi chúng ta có một vài thông tin thương mại. Ông có gì chia sẻ thêm trong phần đầu này không ạ? Dạ thưa cô, thì Jason cũng tiếp lời của Phong, cái tầm quan trọng của chương trình giải túc cầu hè này.
thì thành phố cũng đã cử ra một cái ban đại diện thành phố để mà phối hợp với anh em chúng tôi để tổ chức cái chương trình giải túc cầu này, và hy vọng chương trình túc cầu này sẽ được thành công và sẽ ngoài ra đem lại cái sự đoàn kết giữa người Việt với nhau và trong và ngoài tiểu bang, và ngoài nữa là đem lại cái sự cũng sẽ giúp cho thành phố được một vấn đề là economic, có thể là những cái người mà họ tới tham gia này họ sinh hoạt trong Garland và cũng giống như là làm cho những cái thương mại trong Garland có hy vọng là sẽ được tốt hơn, và đó là những cái mà chúng tôi rất là mong muốn để làm, và hy vọng rằng cái chương trình của chúng ta không chỉ chấm dứt trong năm nay mà lại sẽ là làm năm này và qua năm khác nữa, và cái chương trình của chúng ta cũng càng ngày càng lớn mạnh hơn, không phải là 20 đội mà 30 đội, 40 đội hoặc là 50 đội nữa. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi yêu cầu ông Hoàng Gia Phong cũng như ông Jason Lý nói về cái điểm tại sao chúng ta nỗ lực trong cái việc tổ chức này, đừng quên rằng kiểm tra dân số 2020 và một số chức vụ cao cấp nhất đó là nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử 2020 mà tiếng nói của người Việt cộng đồng tị nạn của chúng ta rất là quan trọng. Đó là một con đường mở cho chúng ta về Việt Nam trong vinh dự. Chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình. Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại ngay.